dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Mà ngay khi mà vợ mình bất hiếu với bố mẹ mình, mà mình không dạy từ lúc nó còn nhú mầm lên, thì bây giờ nó phải xảy ra cái chuyện như vậy. Nhưng đứng về trên cái góc độ của một người vừa làm con, vừa làm cha mẹ, thì thầy vẫn ủng hộ cái bước đầu tiên của một người làm con phải làm tròn chữ hiếu. Good movie, tiếng Anh, thầy đọc thì thầy thì ngu tiếng Anh mà tên của em là tiếng Anh. Rồi thầy xin đọc câu hỏi. Dạ em chào thầy, chúc thầy buổi tối an lạc. Dạ thưa thầy, em có điều này muốn nhờ thầy, mong thầy tư vấn ạ. Mẹ em mâu thuẫn với bà nội, nguyên nhân là chuyện ngày xưa mẹ chồng không ưa mẹ em. Tuy nhiên bà năm nay 80 tuổi và ở ngoài Bắc. Vì bà đã lớn tuổi nên bố mẹ em đưa bà vào trong Nam để tiện chăm sóc. Nhưng mẹ em không muốn nuôi bà vì lý do trên mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu ngày càng nhiều khi ở chung. Bố em vì vậy đã kêu các con về và dự tính sẽ ly thân và đưa bà về quê chăm sóc. Chuyện ngày càng nóng lên. Em là con trong gia đình không biết đúng, không biết đứng về hướng bên nào. Nhờ thầy tư vấn về gia đình hòa thuận. Em cảm ơn thầy. Thực ra cái này thì để mà lựa chọn cách nào là đúng thì rất là khó. Bởi vì đây là cả một cái câu chuyện nghiệp trong quá khứ để lại. Và người gây nghiệp là bà nội em, và người gây nghiệp cũng là mẹ em, và chuyện nàng dâu mẹ chồng. Và đến bây giờ người gây nghiệp cũng là bố em. Bởi vì dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Mà ngay khi mà vợ mình bất hiếu với bố mẹ mình, mà mình không dạy từ lúc nó còn nhú mầm lên, thì bây giờ nó phải xảy ra cái chuyện như vậy. Nhưng đứng về trên cái góc độ của một người vừa làm con, vừa làm cha mẹ, thì thầy vẫn ủng hộ cái bước đầu tiên của một người làm con phải làm tròn chữ hiếu. Cho nên người Trung Quốc có nói vợ thì như y phục, anh em thì như chân tay, thế còn cha mẹ thì còn như Phật sống. Thế thì người Trung Quốc họ rất là đặt cao cái việc mà cái chữ hiếu trong một gia đình. Vậy thì vợ thì có thể thay thế, nhưng cha mẹ dứt khoát phải báo hiếu. Cho nên thầy thì thầy mừng là bố em đã đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm với chính cái cuộc đời của mình để báo hiếu cho cha mẹ mình. Như vậy là mình phải mừng. Thế còn trong cái cách giải quyết là chắc là thầy đoán là bố em cũng đã phải giải quyết hết các cái lẽ rồi, thì phải lựa chọn một phương án xấu nhất để bảo vệ cha mẹ mình. Cho nên là nếu các em là con thì cũng nên khuyên mẹ bỏ qua tất cả những thù hận, những cái sân si trong quá khứ, để mà thay đổi chính cái bản ngã của mình thì mới giữ được hạnh phúc gia đình. Còn nếu không á, thì cái thằng đàn ông, không có thằng đàn ông ngu si gì mà nghe vợ mà hại bố mẹ mình cả, nghe vợ mà bỏ bê bố mẹ mình cả. Mà thầy cũng không có ủng hộ bất cứ một thằng đàn ông nào xấu tính như vậy. Thế cho nên là trong cái chuyện này thì thầy nghĩ là em nên ủng hộ bố em và nên động viên mẹ nhường nhịn bố, để mà trên thì thuận mà dưới thì hòa. Cho nên cái việc này cũng cần các con cái phải cố gắng tập trung vào chuyển hóa tâm thức cho mẹ. Đấy. Còn nếu mẹ em cố chấp, mẹ em không chịu cái việc mà báo hiếu cho cha mẹ, thì nên nhớ không có thằng đàn ông nào mà vì vợ mà bất hiếu với cha mẹ hết. Nó chỉ có thể bỏ vợ để báo hiếu cho cha mẹ thôi. Còn cái thằng mà bỏ cha mẹ để vì vợ thì thằng đấy nó cũng không phải là thằng đàn ông rồi. Cho nên là cái việc này thì theo quan điểm của thầy là thầy ủng hộ bố em. Nhưng mà nếu có cách giải quyết nào tốt hơn để hòa thuận với mẹ
Thì đó là cái cách mà các em cố gắng ủng hộ bố để động viên mẹ, để mẹ chuyển hóa tâm thức, để trên thuận dưới hòa. Rồi chúc cho gia đình nhà em mong rằng là không bị tổn thất nào, vẫn đảm bảo được chữ hiếu, vẫn đảm bảo được chữ nghĩa. Rồi ạ. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.